Các bạn đang xem trên tay tôi đó là cụm motor quạt dàn nóng của dòng xe Mitsubishi Evo ngân hàng Evo V93. Đây là cụm motor quạt dàn nóng nằm ở đầu xe, nó khi mà nó quạt nằm ở đầu xe thì trong quá trình chúng ta lưu thông ở đoạn trên đường nó nằm ngay gần chỗ quạt để sốc thì dẫn đến nó bị đâm va, xe của chúng ta đâm va gãy, nó gãy vỡ cái cụm lồng quạt này, cánh quạt, và nó hỏng cái motor thì bắt buộc chúng ta phải thay ở đảm bảo là cái khí vào trong dàn nóng để đảm bảo xe chúng ta được vận hành tốt hơn. Đây là cụm motor quạt dàn nóng thì sản phẩm trực tiếp chúng tôi nhập khẩu từ Nhật Bản, giá thành cũng cạnh tranh. Đây là cụm motor quạt dàn nóng, thì các bạn mà có nhu cầu thay thế thì mình làm xe Mitsubishi Pajero ngân hàng thì cũng là liên hệ cùng anh Việt, tôi chuyên cấp cho các bạn xe Mitsubishi chính hãng tại thị trường Việt Nam với giá thành cũng cạnh tranh. Đây là sản phẩm motor quạt dàn nóng.